Albert Einstein. Einstein có liên quan đến chính sách bom nguyên tử, điều đó được nhiều người biết. Einstein đã viết một bức thư nổi tiếng thuyết phục tổng thống Franklin Roosevelt cần nghiêm túc nghiên cứu vấn đề bom nguyên tử, sau chiến tranh Einstein lại hoạt động chống chiến tranh hạt nhân. Nhưng những hoạt động đó không phải là những hoạt động cô lập của một nhà khoa học bị lôi cuốn vào thế giới chính trị. Cuộc đời Einstein theo cách phát biểu của ông e được chia đôi giữa chính trị và các phương trình. Einstein bắt đầu những hoạt động chính trị rất sớm vào thời gian chiến tranh thế giới lần thứ nhất, khi ông còn là giáo sư ở Berlin. Đau khổ vì số phận nhiều người bị chết, ông tham gia vào nhiều cuộc biểu tình chống chiến tranh. Ông bên vượt sự chống đối của công luận và hô hào quần chúng không tòng quân, nhưng điều này làm ông mất cảm tình của nhiều đồng nghiệp. Sau đó trong thời kỳ chiến tranh, ông hoạt động nhằm cải thiện các mối quan hệ quốc tế. Điều này cũng vậy, làm cho ông bị nhiều thế lực căm ghét, và chính kiến của ông đã sớm gây cho ông nhiều khó khăn trong việc sang Mỹ, thậm chí chỉ để đọc bài giảng hoạt động chính trị lớn thứ hai của einstein là chủ nghĩa phục quốc do thái zionim mặc dầu thuộc dòng họ do thái einstein phủ nhận các ý tưởng kinh thánh của chúa song trước những hành động bài do thái ngày càng phát triển trước và trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất einstein đã dần dần hòa nhập với cộng đồng do thái và trở thành một người phát ngôn xuất sắc của phong trào zionim bị nhiều kẻ chống đối einstein vẫn không ngừng nói lên quan điểm của mình các lý thuyết của ông bị công kích, thậm chí cả một tổ chức chống Einstein cũng đã được thành lập. Một kẻ đã bị truy tố vì hô hào kẻ khác giết Einstein và chỉ bị phạt 6 đô la. Nhưng Einstein luôn bình tĩnh, khi một cuốn sách có tên 100 tác giả chống Einstein E được công bố, Einstein đã trả lời, về nếu tôi sai lầm thì chỉ cần một cũng đủ rồi. Năm 1933, Hitler lên cầm quyền. Lúc đó Einstein ở Mỹ tuyên bố sẽ không về Đức. Khi bọn quốc xã đột phá nhà của ông và tịch thu tài khoản nhà băng của ông, một tạp chí Berlin đã đăng tích đậm ở những tin tức tốt lành từ Einstein, ông ta không trở về nữa. Trước sự đe dọa của bọn quốc xã, Einstein đã từ bỏ chính sách hòa bình và sợ các nhà khoa học Đức sẽ làm một quả bom nguyên tử, ông đã đề nghị Mỹ phải làm bom nguyên tử. Sau ngay trước lúc quả bom nguyên tử đầu tiên nổ, ông công khai báo động về mối hiểm họa của một cuộc chiến tranh hạt nhân và đề nghị thiết lập sự kiểm soát quốc tế đối với vũ khí hạt nhân. Trong suốt cuộc đời, các hoạt động cho chính sách hòa bình của Einstein đạt ít kết quả và có lẽ cũng không gây được nhiều tình cảm trong bạn bè. Song các hoạt động cho phong trào Zionim của ông đã được đền đáp một cách xứng đáng năm 1952, khi ông được đề cử Tổng thống Israel. Ông từ chối với lý do là ngây thơ về chính trị. Song lý do chính lại là khác, theo lời của ông là, lời phương trình quan trọng hơn đối với tôi, vì chính trị là cho hiện tại, còn phương trình là cho vĩnh cửu.